Hello mọi người, trước hết là anh Ba rất là chân thành cảm ơn mọi người đã comment, like video cũng như đăng ký theo dõi kênh anh Ba Tử Vi của mình rất là nhiều. Bởi vì chỉ trong vòng 10 ngày mà mình đã nhận được 2.000 lượt đăng ký, thì đó bây giờ tuy là con số rất là khiêm tốn nhưng đó cũng là một cái điều chứng minh rằng có khá nhiều người quan tâm và ủng hộ những cái clip về tử vi phong thủy của mình. Thì để đáp lại những cái tình cảm đó thì hôm nay là anh Ba sẽ làm lại cái những cái video đầu tiên mà anh Ba làm về các tuổi đầu tiên mà anh Ba làm nó còn thiếu sót. Thì hôm trước thì đã làm Mậu Ngọ rồi, thì tiếp đến hôm nay là mình sẽ làm một cái video đó nữa, đó là video tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, để đáp lại những cái tấm mà thịnh tình, những cái tình thương mà mọi người dành cho anh Ba. Thì đầu tiên hết đó, thì Bính Thìn nó sinh năm 1976, có mệnh là thổ, tức là sa chung thổ, đất pha cát. Thì cái này đó, thì họ sẽ khắc là dương liễu mộc. Nữ thì thuộc cung ly, ngũ hành là âm là hỏa. Nam thuộc cung càn, ngũ hành là âm là kim, theo phong thủy của người miền Nam. Xương thì con rồng, tướng tinh đó là con chuột. Đây là những cái mà cơ bản của cái tuổi Bính Thìn 1976. Thì cũng như mọi người đã biết đó, ở Trung Quốc và một số nền văn hóa phương Đông đó, coi con rồng đó là biểu tượng cho vua chúa này, những tầng lớp mà thuộc cao quý của xã hội. Ngoài ra con rồng nó được xem là con linh thiêng, đại diện cho cái cõi trời, cõi rồng rồi này kia, mang tính chất đại diện cho cõi trời thiên đường, với dáng vẻ uy nghi quyền lực và thường là gác cổng ở những cái nơi mà linh thiêng. Nó là con vật hùng mạnh và được kính trọng nhất trong số 12 con giáp. Tượng trưng cho tham vọng, thống trị, đó cũng là tính cách nổi bật của những ai mà có vận mệnh rồng, chứ không phải là liên Bính Thìn ha, tức là có tới bốn con rồng khá là Ất Thìn rồi Mậu Thìn ha. Người mà sinh vào năm, những người mà sinh vào năm Thìn á là tràn đầy năng lượng và sức mạnh, thường là có sức quyến rũ tỏa sáng, dáng vẻ thì oai nghi sang trọng, thường là có cung mệnh giàu có. Họ thường là những người có sắc tướng tốt và vẻ ngoài thu hút. Người tuổi Thìn á thường á, thì quan dung đại lượng, lòng dạ không bao giờ hẹp hòi, thẳng thắn nhưng nóng nảy, nhất là Thìn mệnh hỏa. Còn cái này không phải Thìn mệnh thổ. Cái này mình đang nói về tất cả các tuổi Thìn. Họ là những người rất hiếu thuận với các bậc bề trên, bất luận bất đồng với gia đình hay là bất đồng với những cái người đó như thế nào, nhưng mà khi mà những người này mà có việc thì họ chắc chắn họ sáng tay, họ lao vào họ xử lý. Rồi sau đó mình tính sao, còn cái chuyện thù hằn hay là cái gì đó tính sao ha. Những người mà sinh năm rồng á không phải là những người hướng nội, họ thích cái thế giới bên ngoài to lớn, luôn mẫn thiệp và quảng giao, do vậy ta dễ dàng thấy rằng nó là ít khi họ dành thời gian ở nhà ha. Họ là những người thích đi ra ngoài quán cà phê rồi này kia, hàn huyên với bạn bè, với hàng xóm ha, tức là giao thiệp. Nhưng mà một khi mà cái tổ ấm của họ, tuy là họ vậy đó, nhưng mà khi mà có tổ ấm của họ thì họ sẽ trang hoàng nó theo cách mà nghiêm trang và hoành tráng nhất trong khả năng của mình. Tại vì con rồng mà họ thích cái gì đó nghiêm trang hoành tráng lắm. Đó là những cái chung chung về người tuổi rồng. Vậy cho những người sinh năm Bính Thìn đó, mạng thổ, có lẽ là những người có cuộc sống cơ cực nhất trong những người mang mệnh rồng, nhất là phụ nữ. Để coi thử tại sao mà người ta nói như vậy, tại sao sách vở cũng như mình nghiên cứu mình được như vậy. Thì đầu tiên hết đó, là mình phải xem coi cái can chi của năm sinh của cái con rồng mệnh thổ này như thế nào. Thì hành can của Bính á, thì là thuộc hành quả, thuộc hỏa. Hành chi Thìn nó là thuộc hành thổ. Cho nên là người tuổi này là có là can tương sinh cho chi, tức là can tương sinh cho chi, là thuận lẽ,
hỏa sinh thổ, can sinh thổ tương lạc là một điều rất tốt, vì là cái gốc sinh cái ngọn. Họ là những người có thực lực trong cuộc sống, có tham vọng và dễ dàng đạt được nó và khá sớm được thành công. Vậy mà tại sao là ở trên lại nói là số người cơ cực, cơ cực là cơ cực nhất chứ, hay là họ cũng khổ, để mình xem ha. Đó là can chi của năm sinh, xem tuổi âm dương, với vị trí án cung mệnh. Thì mà những người mà sinh vào các tháng chẵn âm lịch, tức là 2, 4, 6, đó là những người có tháng sinh không thuận tuổi. Tại vì tuổi tuổi này là tuổi này là mạng thổ, sa trung thổ, nhưng mà họ là sa trung thổ dương, tức là tuổi dương. Rồi cái năm 75 họ sa trung thổ, nhưng mà họ sa trung thổ tuổi âm, cho nên là tuổi này tuổi dương. Thì những cái tháng đó là những tháng âm, tuổi dương mà sinh vào tháng âm là nghịch lý về 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 hình nạp âm ngũ hành, về tương quan ngũ hành. Thì những người này họ sẽ gặp trắc trở trong cuộc sống nhiều hơn, họ sẽ dễ xảy ra trong chuyện làm ăn, họ sẽ dễ gãy đổ này. Trong chuyện hạnh phúc thì tình yêu gãy đổ, không phải tình yêu là lập gia đình mới gãy đổ, và họ không có nhiều may mắn trong cuộc sống. Đó là những người sinh vào 2, 4, 6, 2 tháng nhận. Còn những người sinh vào tháng lẻ thì là hợp mệnh. Tuy nhiên tháng lẻ là tháng dương, tháng tháng tý là tháng dương này. Nếu mà là tháng này là tháng âm này, tháng này vẫn dù là tháng nhuận nhưng mà vẫn là tháng âm, tháng thủy âm. Nhưng mà tháng sau là tháng 7, tháng thổ thì là tháng thổ dương. Đó, ý mình nói vậy đó ha, âm dương. Đó là một cái điều mà khá khá hay ha. Âm dương thì nghịch lý là một điểm không có thuận lợi, có được cuộc sống không có thuận buồm. Và ngược lại là những người mà sinh vào tháng lẻ là những người thuộc âm dương thuận lý. Rồi còn mà những người mà không 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 thuận lý thì trong cuộc sống là ít gặp được cái sự thuận buồm xuôi gió này. Kết quả đạt được bao giờ cũng đến từ nỗ lực của bản thân mình, chứ còn mà ít nhận được sự giúp đỡ của người thân, nhất là người thân trong gia đình ha. Những người sinh tháng lẻ thì tuổi này cũng còn được sự giúp đỡ, nhưng mà bản chất của tuổi này thì ít nhận được sự giúp đỡ của gia đình ha, tại vì do cái cung mệnh rồng thì họ không có thích nhờ vả, và thường họ không thích là một cái, thứ hai nữa là họ không được nhờ vả những cái người đó luôn. Rồi xem có tương quan ngũ hành nạp âm, tức là hành của họ với là bản mệnh nó như thế nào. Bản mệnh của họ, của người này á, là của rồng mạng thổ này á, sinh năm 76 này á, là sa trung thổ, thuộc là hành thổ. Nữ thì cung ly, nạp âm thuộc hành hỏa, thì là hỏa sinh thổ, là hàng là nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh. Hành mà sinh bản mệnh gọi là sinh nhập, sinh nhập chứ không phải là sinh xuất. Rồi một điểm tốt một điểm tốt của nữ tuổi này ha, nạp âm sinh ngũ hành, đã nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh, nghĩa là trong cuộc sống hàng ngày hay trong công việc, bính thìn là thường hoàn thành tốt, đôi khi không nhờ nhờ vào một chút may mắn rồi đó. Nhiều khi họ nó bế tắc, họ làm được nhưng mà có sự may mắn ngẫu nhiên nào đó, nhưng thường thì tuổi này không được người khác nhìn nhận cái cống hiến của mình, nhất là trên những người trong gia đình. Dù những người nữ tuổi này đó, tại do là họ nắm vào cái cung ly, nạp âm thì hành hỏa thật, hỏa thì sinh sinh thổ, nhưng mà họ nắm ở cung ly, cho nên là thường là gia đình họ có làm gì cho gia đình nữa, gia đình cũng không có ghi nhận ha. Rồi nam của tuổi này á, là cung càn nạp âm ngũ hành là hành kim, thì thổ thì sinh kim, bản mệnh là sa trung thổ, là thuộc hành thổ, thì bản mệnh là sinh hành sinh nạp âm ngũ hành. Đây là một điều thuận lợi cho những người nam tuổi này ha, họ sẽ được may mắn hơn những người nữ trong cuộc sống. Nạp âm sinh ngũ hành, bản mệnh sinh ngũ hành,
thì là tạo cho họ được cái những cái thuận lợi trong cuộc sống. Họ nếu như họ đi con đường quan trường thì họ sẽ có sự thành công, có quan thánh độ mệnh, cho nên là họ sẽ được thành công ha. Là người gọi là gì, có tham vọng và có sức sống, làm ra rất là nhiều, gọi là họ với lại giáp dần là một trong những trong hai cái tuổi mà ở cái giai đoạn này là có nhiều, nhưng mà nữ chúng này thì thường sẽ không tốt. Rồi tổng đoán về những cái, rồi đó là những cái tổng đoán sơ về về về, về cái tuổi này coi thì nó như thế nào, về tử vi, về tương quan là âm ngũ hành và bản mệnh thì nó như thế nào, xem can chi, đó là những điều mình thấy toàn là điều tốt không, mà tại sao đầu bây giờ mình xét kỹ nó làm sao ha. Tổng đoán về những gì mà thể hiện thì người tuổi Bính Thìn đó, thường là những người có dáng vẻ này, sắc vóc oai nghi sang trọng và đầy quý tướng. Thường là những người này thì họ họ có quý tướng, họ ít có những cái tướng xấu. Tư tưởng tầm nhìn thì khoáng đạt, siêng năng trong công việc, nhưng mà kèm một chút nóng vội trong tư tưởng. Ở họ luôn thoát ra được cái sự tự tin và dứt khoát trong công việc. Bính Thìn cũng là một người rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng lại không có xảo quyệt mưu mô, không ưa dùng thủ đoạn để đạt được kết quả trong công việc, cũng như cuộc sống. Cho dù đôi khi là người cố chấp, không có nói lý lẽ, thậm chí còn có người thuộc dạng là thích thể hiện. Những người bà, những bà, những anh nam của tuổi này rất là thích thể hiện. Người mà tuổi Bính Thìn á thì do là họ thuận lẽ về về âm dương thì họ có mục đích sống rõ ràng, họ luôn đặt ra những có một cái mục tiêu để phấn đấu cho sự nghiệp của mình từng năm đàng hoàng, và thường đặt ra mục tiêu cao hơn khả năng của mình, tức là họ họ tự tin quá, họ đặt ra cao hơn. Đây là bản tính thích thể hiện của người của mệnh rồng, như ở trên đó mệnh rồng đó là thích thể hiện, họ làm gì cũng muốn rình rang này, quơ chiên múa trống, họ luôn có duyên với sự thành công. Họ làm cái gì họ cũng dễ thành công hết. Và là người dám nói dám làm, có thể đương đơn đơn phương độc mã chiến đấu đến cùng, dù là đồng đội bỏ chạy hết, nó đi quýnh lộn là thà chết chứ không chịu chạy đó. Cho nên là dễ đi lắm. Bản tính thì là thẳng thắn, chẳng mấy ôn hòa, lại thêm võ đoán. Xong nó thường thì những người này cung mệnh rồng thì họ họ là những người hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới, sống tình cảm và luôn biết hy sinh cho người thân và gia đình, cho dù trước đó họ người thân và gia đình có làm việc mà không tốt với mình thì họ cũng dẹp qua. Tính cách của nổi trội nhất của người tuổi rồng á, tuổi rồng mạng thổ á, là sự năng động và đầy tham vọng. Đối với họ việc nào càng khó họ càng có hứng thú say mê. Người ta nói rằng nếu có việc nào chưa hoàn thành ha, dự định ấp ủ nào đó mà mình chưa làm thực hiện được, nên nói với những người tuổi rồng. Nói với người tuổi rồng để làm gì, để họ thực hiện với mình, họ là coi như không có, có suy nghĩ gì đó, rồng sẽ giải quyết mọi chuyện, họ sẽ làm như điên, thậm chí cả việc mà mình tưởng là dời non lấp biển họ cũng cố gắng họ làm cho xong, nếu như ý tưởng đó đem lại cho họ lòng say mê. Nam giới á, đó là những cái chung của hai cái hai phái ha, nhưng mà nam giới thuộc vào con giáp Bính Thìn đó, là thuộc vào con giáp thành công, nhưng cũng là người tự cao tự đại, ngông cuồng say mê quyền lực. Anh ta là một người đặc biệt háo thắng, không muốn thua ai bất cứ chuyện gì, nhất là tranh cãi. Đừng bao giờ tranh cãi với lại người tuổi Bính Thìn, họ luôn muốn chiến thắng. Đó. Thường là những người to mồm, quơ tay múa chân khi nói chuyện, họ cảm thấy là nói năng văn minh lịch sự ngọt ngào là một kiểu trói buộc giả tạo, không phải cái bản chất của họ. Bản chất của họ là ăn to nói lớn. Khi anh ta mà bị chọc giận thì nó rất là hung hăng, không, và không tha thứ cho một ai, quyết ăn thua đủ. Anh ta là cực kỳ cố chấp, không có lý trí mà thậm chí là chuyên quyền. Trong công việc á, thì được cái là thể hiện sự tự tin cao, đôi khi bị mơ mộng làm mê hoặc, tức là tự tin quá rồi đâm qua là đâm lao quá trớn,
À đó. Bởi thế chẳng hề quan sát khi mà đã xây 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 chiến thắng, xây ban chiến thắng, không bao giờ quan sát. Những đảo lộn hay âm mưu được người ta dựng lên cho mình. Càng không thể kịp thời tìm ra phương pháp mà đối phó, và sẽ trả giá cho cá tính này của mình ít nhất một lần trong đời. Nhưng thực sự là cái điều này, anh ta té xuống ở đâu, anh ta đứng lên ở đó được. Anh ta sẽ nhanh chóng vượt qua và trở lại với những thành công mà đang chờ đón mình, những sự may mắn của bản thân mình ha. Còn ngược lại trong tình yêu á, anh ta thường là có sức lôi cuốn người khác phái rất là lớn. Tuy nhiên thường mà tỏ ra kiêu ngạo lắm, họ ít khi thể hiện tình cảm của mình, ngay cả khi con tim đã rung động. Tức là thích rồi đó, nhưng mà không có muốn đâu hạ mình, đúng không? Phải chứng tỏ là người đó thích mình chứ mình không thích người đó. Đó là cái đặc tính của người thủ rằm này ha. Điều đơn giản đó thôi, chính là cái điểm, cái sự lòng, cái lòng tự kiêu của bản thân. Dù ít khi chủ động ngỏ lời yêu, nhưng thương yêu thương nhưng mà một khi đã yêu á, tình cảm của họ cũng khá nghiêm túc, chân thành. Nếu tình yêu mà không được trọn vẹn, lòng kiêu ngạo của bản thân và đôi khi có kèm một chút lạnh lùng sẽ giúp họ nhanh chóng vượt qua nỗi đau và tìm một mối tình khác. Thế bạn bính thìn là người nóng nảy, và bất kỳ ai là người yêu của người bính thìn đó, thì hoặc là bạn đời của họ, thì thường đó là phải là người giỏi chịu đựng. Mấy người này mềm mỏng một tí xíu thì mới có thể làm bạn đời của người tuổi bính thìn này. Chứ không là rất là khó mà hòa hợp với lại cái tính khí bất thường của bính thìn, lúc thì lạnh lùng mà lúc thì ao ao quá. Đặc biệt đó, là tuổi bính thìn nam rất hay ghen, nhưng lại chẳng phải là một người đàn ông trung tình. Anh ta sẽ sẵn sàng che chở cho bất cứ cô nàng nào mà cảm thấy cần cái sự che chở của anh ta. Trong khi rất là hay ghen, vợ mình thì ghen chứ mà ở nhà mà đi ra đường hay gặp cô nào anh em yếu đuối quá cần em che chở là ok liền. Che chở liền, bởi vậy cho nên là cẩn thận ha. Nữ giới tuổi bính thìn á, thường là những người sở hữu vẻ đẹp gọi là tiềm ẩn thiên bẩm, họ không có chói sáng, họ bình dị, vóc dáng hay sang trọng. Những người mà tuổi bính thìn đó, thường là không có những cô gái mình hạt sương măng, họ là những người phụ nữ đẩy đà đầy đặn, ha, vóc dáng đẩy đà đầy đặn sang trọng chứ không có lòe loẹt. Nghe nghe hấp dẫn nha, nhưng họ lại là quý nhân trong số 12 con giáp. Thường có lòng tự trọng rất rất là cao và cũng luôn ẩn chứa nhiều tham vọng trong cuộc sống. Cũng như nam giới của tuổi này á, thì họ luôn muốn khẳng định mình và khẳng định là đến mức là không có thua một người đàn ông nào. Họ mà có người phụ nữ ở tuổi này ở trong nhà thì hoặc là đi làm á, thì nói người tuổi này thì họ không có muốn thua nam giới đâu. Họ thua, họ là cảm hơn, họ giỏi hơn nữa, đúng không? Họ là những phụ nữ ngoài cứng trong mềm, tức là ngoài mặt cứng rắn lắm, ngoài mặt là đanh thép lắm, nhưng mà trong mềm xèo. Tấm lòng thì lương thiện. Tấm lòng thì lương thiện. Họ sẽ mềm, sống cực kỳ tình cảm với những người xung quanh mà họ tin tưởng. Nữ tuổi bính thìn này khi họ tin ai rồi, họ sống cực kỳ tình cảm, ăn hết ruột hết gan họ cũng được, nhưng khi mà họ tin bạn tuy nhiên phần lớn họ là không mấy suôn sẻ trong cuộc sống, thường phải nuốt nước mắt vào trong. Mình thấy điều này là đúng. Mình không phải tự sách ra, cái này là phần kinh nghiệm cá nhân của bản thân mình cộng với lại những cái sách vở mình đọc được của nước ngoài chứ không phải của Việt Nam. Tử vi Việt Nam không có nói cái đoạn này là tử vi nước ngoài. Họ thường là những người phụ nữ sẽ hút nước mắt vào trong. Họ có cái dáng vẻ là coi như là cứng rắn, nhưng mà khi còn một mình thì nước mắt họ sẽ chảy. Đó là cái điều đặc biệt của tuổi này ha. Họ không có khóc chứ, họ không phải là lè nhè khóc trước mặt người này người kia, họ không phải là cái dạng đó. Họ đó là sở hữu cái lá lá số tử vi may mắn,
Nhưng nữ bính thìn trong thực tế cuộc sống thì không hề được may mắn như vậy. Cung bậc cảm xúc mà khi mà vui vẻ là lúc mà chán nản của họ, họ vui vẻ cực cùng, nhưng mà họ khi họ chán nản họ cũng xuống rất là thấp, tinh thần của họ rất là khó dựng lại. Họ sẽ khó bị được vực dậy khi gặp bất trắc, nhất là những cái năm mà ở 37 cho tới năm nay, khoảng 5 năm trở lại đây, những người phụ nữ của tuổi này thường thì mình nói như vậy không phải là mình thì trong cuộc sống những người tuổi này là bất trắc, thứ nhất là phải năm 38 cho năm 41 tuổi, thì những năm này thì họ rất là hay bất trắc, và phần lớn những người phụ nữ ra tuổi này họ không vượt qua được cái áp lực, và họ hay nghĩ đến cái chết, họ hay nghĩ hạn tự tử. Và điều này để chứng minh là phần lớn phụ nữ của tuổi này mà gặp khó khăn ở những cái năm đó thì họ sẽ khó vượt qua lắm. Mình có rất rất nhiều người quen ở tuổi này không bệnh ở những năm đó thì cũng họ bị bệnh không nặng lắm, nhưng mà họ bi quan, tức là họ bị bệnh nặng họ đi lên. Rồi còn những người làm ăn thất bại thì uống thuốc rồi làm mọi cách để kết thúc cuộc sống của mình, tại vì họ cảm thấy là kết thúc mọi thứ. Và trong thực tế là có rất rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên là phải nói rằng tuổi của họ xét chung về cung mệnh thì mình thấy rằng nó là một cái tuổi may mắn, tại vì họ thuận lẽ nạp âm ngũ hành, họ cũng tương sinh chứ không phải là tương khắc. Nhưng mà tại sao trong cuộc sống họ lại như vậy, thì điều đó còn lệ thuộc vào cái tháng sinh, đúng không? Phần lớn là tháng sinh, họ có sinh thuận lẽ tháng tuổi dương sinh tháng dương hay không, và cái ngày sinh của họ nó rất là quan trọng. Nhưng mà tuổi này là do cái cung bậc cảm xúc họ giữ, cái cảm xúc nữ, cái cung bậc cảm xúc họ giữ tệ, cho nên là họ hay nghĩ cái điều bi quan nhất, đó là chết và hết. Nhưng mà không phải vậy ha. Thì tiếp theo coi những còn nào ha. Trong tình yêu á, họ là những người phụ nữ thu hút người khác phái, cũng giống như nam vậy đó. Nhưng mà từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù chẳng mấy khi họ chăm chút bản thân, trang điểm lòe loẹt, nhưng mà họ vẫn thu hút người khác. Người tuổi này rất dễ tìm được những người mà ngưỡng mộ mình, phụ nữ. Người này rất là nhiều người ngưỡng mộ họ, dù rằng họ không có trang điểm, không có lòe loẹt, họ ngưỡng mộ luôn chứ không phải là yêu đâu ha. Nhưng mà cái người tuổi này á, người tuổi này rất dễ tìm được người ngưỡng mộ mình, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Họ kỳ vậy đó, rất là có nhiều người hâm mộ nhưng mà họ không có tìm được cái mối quan hệ nghiêm túc nào mà cho bản thân mình, rất là khó. Thông thường họ ít khi chủ động yêu người khác và hiếm khi buồn rầu về chuyện tình yêu. Tự họ đối với họ có đối với phụ nữ tuổi này có đàn ông cũng được, không có cũng không sao, không có quan trọng. Từ cái tính tự kiêu của họ rất cao. Đa số các trường hợp của tuổi này tình yêu mà dang dở là họ sẽ bỏ người khác, chứ người khác họ có thể bỏ họ. Họ không có bao giờ mà chịu bị người ta bỏ. Ha. Tuy vậy nếu ai đó theo đuổi một cách mà nhiệt tình thì rất có thể chiếm được trái tim của họ, dù ít khi chủ động ngỏ lời yêu thương, nhưng một khi để yêu thương thì họ cũng nghiêm túc như người nam, họ rất là trân trọng tình cảm và họ sống hết mình với cái tình yêu đó. Đôi khi là một chút cuồng dại thay vì người đàn ông của tuổi này thì họ mình hỏi là sao, họ nhanh chóng tìm một người khác xé chỗ. Nhưng mà người nữ tuổi này là khó lắm, họ trân trọng tình cảm đó, và đôi khi họ cái cảm xúc của họ nhiều á, cho nên là họ hay nghĩ cái lúc mà chia tay hay đầu này kia, họ hay nghĩ cái điều bi quan lắm. Tuy là sở hữu tâm hồn hướng ngoại, nữ tuổi này cũng có tâm hồn hướng ngoại đó, cũng giống là con rơ của ấy ha, nhưng mà hạnh phúc gia đình đó mà là thứ bính thìn nữ theo đuổi. Họ sẽ là những người chịu trách nhiệm nuôi con cái, dạy con học, chở con đi học piano, rồi chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng từ bữa cơm manh áo đến rồi sau đó mới là cái việc xã hội, cái việc của bản thân mình. Nhưng mà thật không may, họ không hay nhận được cái quả ngọt từ người bạn đời.
Rất ít phụ nữ tuổi này có được hạnh phúc trọn vẹn khi kết hôn trước 28 tuổi, ngưỡng cửa của cái nạn, đại nạn hôn nhân của mình. À, họ có cái ngưỡng cửa đại nạn hôn nhân là tức là 28 tuổi. À, đó là theo tử vi nước ngoài nha, tử vi Việt Nam mà là tử vi của cái thì không có. À, đó là những cái gì tổng đóng nam nữ của tuổi này một cách là rõ nét nhất. À, thì xem coi thì những tuổi này thì hợp với tuổi nào thì để chắc ăn hơn, mình làm rõ ràng hơn thì mình sẽ không nói những tuổi cậy, mình chỉ nói những tuổi hợp thôi. Thì những tuổi hợp mà theo tử vi phong thủy thì là nó có hợp luôn cả về vợ chồng, hợp luôn về việc làm ăn, cho nên là thường là hai cái đó sẽ đi chung. Thì những tuổi mà hợp với bính thìn mà nam á, có thể lấy làm vợ là kết hợp làm ăn thì gồm có mậu ngọ này, đúng không, giáp tý, đinh mão và tân mùi, đó là những người hợp, là hợp hợp lẽ về về, về vợ chồng ha. Thì đối với nam á, thì là những người bằng và nhỏ hơn, đối với nữ thì những người lớn và những người bằng. Thì nếu như mà hai cái phần này ráp lại, hai cái phần này phần lớn hơn và phần nhỏ hơn ráp lại thì đây là những cái tuổi hợp với cả nam lẫn nữ trong việc làm ăn ha. Nữ á, mà lấy chồng á, hợp với cái tuổi đó, Tân Sửu 1961, Quý Mão 1963, Giáp Thìn 1964, Kỷ Dậu 1969 và Mậu Ngọ 1978. Đúng ha. Rồi còn nữa là tổng hợp hai cái tuổi này lại là những cái tuổi hợp làm ăn của Bính Thìn 1976. Rồi hướng mà nhà mà tốt, hướng mà tốt cho tuổi Bính Thìn mà nam á, là gồm có hướng là Tây Nam cung Khôn là Duyên Niên và Tây Bắc cung Càn là Phục Vị. Tây là cung Đoài Sinh Khí và Đông là cung Cấn Thiên Y. À, hướng xấu là Bắc cung Khảm Lục Sát, Đông là cung Chấn Ngũ Quỷ, Đông Nam là Tốt Hỏa Hại và Nam là cung Ly Tuyệt Mạng. À, hướng với hướng nhà mà tốt của nữ Bính Thìn đó là Bắc Khảm Duyên Niên, Đông là Chấn Sinh Khí, Đông Nam là Tốt Thiên Y, Tây Nam là cung Ly Phục Vị. À, xấu, hướng xấu là Tây Nam Khôn Lục Sát, Tây Bắc Càn Tuyệt Mạng, Tây thì cung Đoài Ngũ Quỷ và Đông Bắc là cung Cấn Hỏa Hại. Đó là những cái điều mà những cái hướng tốt xấu của nam nữ ha. Và đây là tiếp đến là màu sắc hợp với lại các cái tuổi này thì do cung, do mệnh khác nhau, cung mệnh khác nhau, cho nên là chắc chắn hai tuổi này sẽ màu sẽ khác nhau ha. Thì nếu như mà nam á, cái nam của tuổi này á, thì sẽ phải sử dụng màu màu vàng và màu nâu đất, tức là màu thổ đó. À, thì theo mệnh á, thì là thổ hợp thổ, theo mệnh nha, từ mạng thổ mà thổ hợp thổ là theo quan hệ tương hợp. Nhưng mà theo hành, tức là nạp âm ngũ hành á, thì thổ tự nhiên luôn, mà này là kim, mà nạp âm ngũ hành kim thì theo thổ thì sinh kim, đó là tốt cho nạp âm ngũ hành, cho nên là đeo vàng và nâu là tốt cho cả cả nam của tuổi này rất là nhiều. À, và đặc biệt kỵ của tuổi này á lại là đỏ tím hồng hỏa khắc kim. À, rồi đó là những thứ mà kỵ và không kỵ. Đối với nữ thì là đỏ hồng tím, tự vì á, nữ cung ly nạp âm ngũ hành hành hỏa, mệnh là mệnh thổ, mà nếu như mà đeo đỏ hồng tím là hỏa, hỏa theo theo mệnh á, là hỏa sinh sinh thổ, đúng không, thường mạng thổ mà, mệnh thổ mà, thì là tốt cho mệnh, là tương sinh cho mệnh. À, còn á, là hỏa hợp hỏa là tương hợp cho nạp âm ngũ hành. À, cho nên là rất là tốt, họ sẽ kỵ tuyệt đối luôn là đen với xanh dương, tại vì thủy khắc hỏa ha, và thổ thì khắc thủy, tuyệt đối không được sử dụng màu đen hoặc xanh dương cho tuổi này. À, trên đây á, là những cái chung tử vi phong thủy của Bính Thìn 1976 mà mình tìm hiểu được.
Và không phải riêng chỉ sắp tới thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn nữa những cái tuổi khác. Mong rằng ở đây là những cái mà giúp cho anh chị tuổi này có được một cái nhìn tổng quan về tử vi phong thủy của mình để mình có thể vượt qua nó một cách tốt nhất. À, chúc anh chị vui vẻ và có cuộc sống tốt hơn nhờ những ứng dụng những cái tử vi phong thủy của em chia sẻ về tuổi của mình. Và anh chị thấy hay thì chia sẻ clip cũng như là like và theo dõi kênh để đón chờ cái 6 tháng cuối năm, cái tổng đoán 6 tháng cuối năm của cái tuổi này. Em sẽ up vào ngày mai. Hello, chào mọi người. Bye bye. Chúc mọi người vui vẻ nha.